Hello, Út Bỉnh đi sai chào các bạn. Trước đây Út Bỉnh có làm một cái video hướng dẫn cho các bạn cách download nguyên album nhạc, nhưng chưa vừa ý vì nó có nhiều lỗi sơ sót. Do đó Út Bỉnh sẽ thực hiện lại cái video này. Trước hết là chúng ta cần phải vào một cái đường link để chúng ta download album về, download cái chương trình về. Ở đây cái chương trình rút gọn, cái link của nó là như thế này, để bấm lên thì nó không ăn, thì chúng ta copy nó. Bạn dán vào cái trình duyệt cốc cốc và bạn enter. Nó xuất hiện ra cái trang web hướng dẫn cho các bạn download chương trình về. Đây là cái trang web để download chương trình về. Và bạn cứ bấm lên nút download này thì các bạn sẽ download cái chương trình về. Rất là đơn giản và dễ dàng. Bạn download bằng tải miễn phí. Bạn chờ cái thời gian đếm ngược của nó là 1 phút. Đây là một cái chương trình download toàn bộ một album về rất là nhanh và nó không có số serial, nó free cho các bạn. Thì các bạn cứ xài thoải mái, rất dễ sử dụng. Bây giờ chúng ta download về xong và cái chương trình nó chúng ta đặt ở tại desktop. Bây giờ trước hết là chúng ta cần phải mở cái album ra, chúng ta vào trình duyệt. Các bạn gõ chữ MP3 Zing thì xuất hiện ra cái trang web chứa tất cả nhạc, bản nhạc MP3. Bạn vào cái menu album, bạn vào cái cột Việt Nam và bạn chọn nhạc trữ tình. Thì trong nhạc trữ tình này, trong một trang nó có gần 20 cái album và nó có 5 trang như thế. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái album của Cẩm Ly Quốc Đại chẳng hạn, chúng ta bấm lên. Nó xuất hiện ra cái album của Cẩm Ly Quốc Đại. Thì trong cái album này gồm có 9 bản nhạc. Chúng ta copy cái link của album này. Bây giờ chúng ta sẽ bấm phải lên cái shortcut của cái chương trình Get Album mà chúng ta vừa download về. Chúng ta chọn Run as Administrator. Nó xuất hiện ra cái giao diện của cái chương trình Get Album. Các bạn bấm Ctrl V để các bạn dán cái link của album Cẩm Ly Quốc Đại vào. Sau đó bạn bấm nút mũi tên ở góc phải trên. Nó tìm ra được cho chúng ta 2, 4, 6, 8, 9 bản nhạc mà ở trong album đó đã có. Bây giờ chúng ta sẽ ra desktop và chúng ta sẽ tạo một cái menu, tạo một cái folder để chứa cái album đó. Các bạn đặt tên là Cẩm Ly. Bây giờ chúng ta trở lại cái giao diện của chương trình này. Các bạn sẽ chọn hết. Trước khi chọn hết, các bạn bấm nút Browse và bạn đến desktop, bạn đến folder Cẩm Ly mà bạn vừa tạo, bạn bấm OK để sau này chúng ta download về thì nó sẽ chứa nhạc trong đó. Bây giờ chúng ta sẽ chọn hết và chúng ta để con trỏ vô cái Send to EDM. Lưu ý với các bạn, nó xuất hiện ra ba nút thì chúng ta chỉ download nhạc chất lượng thấp là 128 kilobyte per second thôi, chứ nó không cho phép chúng ta download 320. Chúng ta bấm vào cái nút 128 per second. Sau khi bạn bấm xong rồi thì mỗi bản nhạc nó sẽ xuất hiện ra cái Send to EDM, nó sẽ gửi từng bản nhạc này qua EDM. Sau khi nó
xem tour hết 9 ban nhạc này thì nó có xuất hiện một cái thông báo có 9 bài hát được gửi đến EDM. Bây giờ bạn vào cái giao diện của EDM thì bạn thấy nó đang download 9 bản nhạc, rất là tốc độ rất là nhanh. Rồi bây giờ nó download xong rồi, chứ chúng ta có thể xóa nó đi. Các bạn ra desktop, các bạn bấm vào cái folder Cẩm Ly và bấm vào cái folder tiếp theo thì bạn đã thấy 9 bản nhạc nó vừa download về, rất là nhanh phải không các bạn. Chúng ta có thể cắt cái này và chúng ta sẽ lưu trong cái folder riêng của chúng ta. Chúng ta có thể bấm lên để nghe.